Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay hàng của bên shop lại về. Hôm nay thì gồm có những hạt giống sau. Đó. Ở đây là cúc này, trộn nhiều màu, trộn lẫn. Một gói là 100 hạt. Hàng đóng gói ạ. Đây nhá. Ngô tím của bên Thái Lan cũng lại có một dòng nữa ở đây, đó là dòng hãng của OP. Đó. Mướp hương Thái Lan. Gói này được 8 hạt ạ. Dưa hấu vỏ đen, ruột đỏ, hàng Thái. Một gói này 45 hạt. Bồ bốn mùa. Một gói này 10 hạt. Dưa hấu ruột vàng, hàng Thái Lan. Một gói 10 hạt. Dưa chuột hàng Thái, dưa chuột nếp. Một gói 60 hạt. Diếp xanh thêu, hàng của Đài Loan. Một gói này phải được vài nghìn hạt ạ. Cải bó xôi hàng Thái. Một gói 300 hạt. Cà rốt của Thái, hàng gói gói. Cà rốt nhiều màu nhé các bác nhé. Gói được mấy chục hạt đấy. Thì là bốn mùa, hàng gói gói. À quên, hàng Thái Lan. Ôi, một gói này để được mấy trăm hạt. Ớt chuông, một gói 70 hạt. Hàng F1. Dưa lưới hàng ống gói, một gói 45 đến 50 hạt. Cải xanh cane, hàng Mỹ ống gói, một gói 400 hạt. Bí ngồi xanh hàng Thái, một gói 12 hạt. Đây, ngô tím hàng Thái tiếp. Một gói 70-80 hạt đấy ạ. Cà chua chuỗi ngọc hàng F1 Thái Lan. Dưa hấu ruột đỏ hàng F1, hàng ngoại nhỡ. Dưa lưới hàng F1 hàng Thái. Ớt ngũ sắc hàng Đài Loan. Dưa hấu không hạt hàng Thái. Một gói này 90 hạt. Atiso đỏ hàng Thái Lan, một gói 230 hạt. Đu đủ phun kẹt hàng Thái Lan. Mang tây xanh hàng của Thái. Đó. Như hôm nay bên shop về những hạt giống như vậy các bác nhé. Hôm nào bên shop về thì bên shop cũng sẽ quay để cho các bác xem là hàng của bên shop về.